Với cháu ấy rất đẹp trai như này, nhìn lên này đã ý thế thì phải nói là con làm rất hay rồi. Đứng ở đó cả nhá, cả những cái hành động của con, hất mắt nhìn rồi nhìn cả đôi nhảy, tuyệt vời. Đối với chú tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn chú. Chỉ vậy thôi con à, tiếp tục đi anh Hiền. Dạ con cảm ơn cô. Kêu bằng là cạn lời đó con của Hiền Hùng, cho nên mời chú Hoài Linh tiếp lời. Cái về cái diễn xuất về thần thái rồi này nọ của con, về đôi mắt càng lúc nó càng kinh khủng. Và tới giờ bữa nay thì chú đứng lên vỗ tay cho con hình như lần hai thì phải, phải không? Có lần hát cải lương nữa không? Còn bài gì đó thì You Raise Me Up nữa. Đúng rồi. À, tức là ngày hôm nay nữa là hai lần rồi. Cắt. Vừa được nghe cái gì đây? Một cái loại âm thanh gì vừa mới được cất lên trên sân khấu này đây? Là ai hả? Thủy Bình, cậu bé ốc mỡ của chúng ta. Cho chú một giây thôi. Chú cảm ơn Vũ đoàn Khánh Thi Academy đã hỗ trợ con trong tiết mục này. Còn bây giờ thì chú vẫn phải lại tiếp tục với cái cảm xúc mà chú đã nhận được từ con qua cái phần trình diễn này, quá tuyệt vời.